Thưa quý vị, Việt Nam đã thâm nhập sâu vào hệ sinh thái sản xuất toàn cầu nên khó tránh khỏi những tác động khi mà thương mại toàn cầu chậm lại. Kể từ tháng 9 năm nay, hơn 6.630.000 công nhân bị ảnh hưởng do đơn hàng nước ngoài giảm sút với khoảng 90% phải giảm giờ làm. Vì vậy, diễn biến thị trường việc làm sau Tết là điều người lao động đang quan tâm nhất lúc này. May mặc là một trong những ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tại doanh nghiệp này, có thời điểm đơn hàng cắt giảm đến 50%. Tuy nhiên, khi nhận được những đơn hàng đầu tiên của năm 2023, doanh nghiệp cho biết việc tuyển lao động cận Tết không phải là điều dễ dàng. Khi mà chúng ta trực tiếp tư vấn tuyển dụng thì mới biết được là hiện tại những cái đối tượng lao động này họ chưa thực sự có nhu cầu việc làm. Họ đang tìm kiếm những cái công việc mang tính chất là nó ngắn hạn hoặc là lương liền, lương ngày trong tuần. Lý do là họ đang có nhu cầu chờ lãnh bảo hiểm thất nghiệp, lãnh bảo hiểm xã hội một lần, cũng như là trong giai đoạn này cũng cận Tết thì họ cũng có mong muốn là về quê phụ giúp gia đình. Với thị trường việc làm diễn biến khó lường, thời gian qua tại khu vực phía Nam thậm chí đã hình thành nhiều đơn vị chủ động cung ứng nguồn lao động ngắn hạn để giúp các doanh nghiệp dệt may có nguồn lao động phục vụ sản xuất theo thời vụ. Nay trong ngành may á cũng có một cái số người người ta đến người ta thành lập một số người đi làm đa năng, là cứ nơi nào thiếu thì cung cấp, thì bây giờ thì người ta cung cấp khoảng 450, trung bình 450 hàng ngày để cho công ty nào đang khó khăn lao động ấy, thì ta đến làm, nhưng người ta chỉ làm hàng ngày tùy mình chọn nghề và xin đưa vào thì đấy cũng là cái tốt. Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường việc làm trong năm 2023 vẫn có những khó khăn nhưng sẽ sớm phục hồi vào quý 2 và quý 4 của năm 2023. Cùng với những tín hiệu tích cực hơn từ tình hình kinh tế, chính trị của thế giới. Các doanh nghiệp nếu có bị ảnh hưởng do những cái khách quan đem lại thì có thể là một cái nguồn lực, các doanh nghiệp mà có cái nhu cầu đăng ký tuyển dụng thì cũng sẽ rất là lớn. Các cái lĩnh vực hoạt động cũng tương đối đồng đều. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng năm 2023 thì ngay từ đầu năm, đến giờ phút này chúng tôi cũng đã nhận được những cái đơn hàng kéo dài đến tận sang năm 2023 rồi. Tháng 5 thì cũng có thể có những biến động do cái tình hình thị trường và có những sự điều tiết lớn cho của các cái nhãn hàng. Nhưng mà chúng tôi cũng nhận được cam kết là các cái đơn hàng, các cái nhãn hàng vẫn cam kết duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, duy trì với các đối tác Việt Nam. Nếu mà tình hình sáng sủa hơn thì tôi tin rằng là cái tình hình việc làm cũng sẽ được cải thiện. Theo các chuyên gia, cần phải nâng cao năng lực dự báo thị trường, đồng thời vừa hỗ trợ trong dài hạn nhằm tăng cường khả năng thích nghi của người lao động và doanh nghiệp trước khủng hoảng biến động của thị trường.